làm trợ lý của mình. Dạ anh đỡ anh chưa anh? Thầy có qua có lại chứ nãy mình làm che cho bạn đúng không? Dạ anh nóng rồi đổ một môi tới em tao cho anh nha. Mọi người thấy cảnh gì chưa? Đi vô phải che nắng cho Huy. Dạ nắng cái gì mà để lộ nắng mà cho nắng dạ, cho dạ, 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 dạ. Trời ơi tôi đi đâu tôi cũng không che nắng. Anh vô xếp quay giùm em nha. Quá đáng quá à, của em đi đẹp mà có bắt đầu tụ. Đang hồi hộp lắm luôn á, tại đợi từ cái khoảng gần 12 tiếng đồng hồ, bây giờ mới được make up và chuẩn bị vô cảnh quay, quay cảnh nóng nữa chứ. Trời đang nóng mà quay cảnh nóng nữa, chắc lát mới có phục hồi dữ lắm đây. Cảnh đầu tiên Huy xuất hiện trong em, cảnh đầu tiên Huy quay cũng là cảnh đầu tiên xuất hiện trong em Huy. Mọi người chờ xem nha. Rồi nãy giờ tưởng không quay đang kiếm cái gì có quay rồi. Cầm đen khác hở cực lỡ hơn. Để có được một cái cơ thể như thế này mỗi set quay là mình phải đập. Và quan trọng hơn hết là nhờ sự make up. Đó là tu hay vậy? Của ekip make up. Mệt lắm. Trong cuộc tình này ai mới là người thứ ba? Anh chứ ai? À, đúng, anh là Huy. Chính mấy ông. Trong cuộc tình này ai mới là người thứ ba? Anh Huy.